Hải Phòng phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng. 8 nghi can bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm Trần Minh Tuấn, 41 tuổi, Nguyễn Hải Thắng, 40 tuổi, Đoàn Thanh Trung, 29 tuổi, Phạm Viết Thăng, 32 tuổi, Nguyễn Tiến Dũng, 26 tuổi, Đặng Văn Thường, 32 tuổi, Trung Hoàng Hiệp, 26 tuổi, Nguyễn Văn Tập, 31 tuổi. Trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Lê Chân phát hiện nhóm này điều hành đường dây cá độ bóng đá qua một trang web thu hút nhiều người trú tại Hải Phòng tham gia. Nhà chức trách ước tính tổng tiền giao dịch cá độ lên đến hơn 200 tỷ đồng.